Xin chào các bạn nha. Hôm nọ mình đi săn bắt được hai con chim này này, to lắm. Và mình muốn bán với giá là 1.800.000 nhá. Hai con chim đại bàng à. Không biết là chim gì nữa nhưng mà chắc là đại bàng. To lắm, nắm đấm của mình này bằng con chim luôn. Bé hơn này. 1.800.000 nhá. Đây hai con rất to luôn. Hai con to. Chân to gần bằng ngón út của mình thôi. Đấy. Ai mua thì gọi điện thoại cho mình nhá. 0963 614 772 nhá. Mình để số điện thoại ở phần gì nhỉ? Phần mô tả hay phần gì ấy nhá. Mọi người không ghi được thì có thể vào đây lấy số điện thoại. Giá là 1.800.000 nhá. Chim đại bàng hay chim gì mình không biết nữa nhưng mà thấy mọi người bảo là bán được tầm đấy thì mình cũng đang bán tầm đấy thôi. Đây ạ, rất to luôn. Mình hôm nọ đi đuổi sóc thì thấy có tổ ở khu vực đấy nữa nè. Bắt được hai con này. Rất là to. Mình quay một vòng cho anh em xem nhé. À, mình đặt lên tay cho anh em xem nhé. Con này nuôi lớn lên rất to ấy. Đây to lắm các bạn ạ. Wow. Mỏ này, đẹp chưa? Mỏ này. Đấy, nhọn hoắt. Chim này nuôi thích đấy. Nhà mình không có thời gian nuôi. Nhà có con nhỏ. Đây. À, cho xem móng vuốt này. Quả móng vuốt thì khỏi phải nghĩ luôn. Cầm không vừa con chim ấy. To quá. Đấy quả móng vuốt của nó này. Bắt gà. Bắt gà bắt chim thì thôi rồi. Đấy móng vuốt to. Đấy. Mình muốn bán với giá là 1.800.000 nhá. Nhìn móng mỏ khiếp thật. To quá. Đại bàng à, chim này. Ai biết là chim gì thì bình luận vào dưới video cho mình nhá. Nhìn to như con gà. To thật. 1.800.000. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Xin chào mọi người. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Để có chim hay là chó săn gì thì mình đăng lên các bạn có thể mua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.